Chào tất cả các bạn nhé. Trên tay của mình ngày hôm nay đó là chiếc Galaxy Tab S9 FE Plus các bạn ạ. Dòng sản phẩm này thì hiện mình thu được khoảng một ít hàng tại thị trường. Và đây là hàng biếu tặng. Chính vì thế là cái giá bán cho mọi người sẽ rẻ hơn trên thị trường khoảng vài triệu. Phiên bản mình giới thiệu của ngày hôm nay đó là dòng sản phẩm nguyên siêu. Hiện nay các hệ thống siêu thị đang bán ở mức giá là 12,7 triệu. Và mình công khai bán giá cho mọi người là 9,9 triệu các bạn nhé. Đây là dòng sản phẩm nguyên siêu như này, được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và mình thì có một cái kênh mình chuyên thu mua lại những cái dòng sản phẩm biếu tặng thì giá bao giờ bán cũng rẻ hơn, bởi vì người ta được tặng mà người ta không dùng. Đây các bạn sẽ thấy cái hộp nó như này. FE này. Phiên bản này mình đang có là RAM 12GB kèm theo ổ cứng SSD 256GB và kèm bút bên trong. Đây là nguyên siêu, các bạn có thể nhìn thấy nguyên siêu hết, thông số kỹ thuật hết này. Khi các bạn mua thì dòng sản phẩm này sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm các bạn nhé. Đây siêu bên trong đây. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu công nghệ của chiếc máy này nhá. Mời quý vị các bạn đón xem nhá. Vâng, thưa các bạn, là thiết kế bên ngoài của chiếc máy cực kỳ sang trọng và đẳng cấp với phiên bản Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus với RAM 12GB và kèm theo ổ cứng 256GB. Màn hình của máy là màn hình 12,4 inch, tầng số quét lên đến 90Hz, độ phân giải là 1600x2560 pixel các bạn ạ. Máy được trang bị bản Android 13 các bạn nhé. Nhân xử lý bên trong được trang bị là Exynos 1380 8 nhân các bạn ạ, khá là khỏe. Với xung nhịp là 2.4, ngon phết các bạn nhé. Chip card đồ họa đó là Mali G68MP5, sẽ hỗ trợ việc đồ họa, chơi game và giải trí rất mượt luôn. Máy hỗ trợ thẻ nhớ bên ngoài SD, hỗ trợ tối đa lên đến 1TB. Kinh khủng các bạn, cắm cái thẻ nhớ mà lên đến 1T, các bạn tha hồ để lưu trữ các bạn nhé. Camera chính với độ phân giải là 8MP và camera phụ cũng lên đến 8MP, nên cái việc chụp ảnh quay phim nó cực kỳ tuyệt vời. Và có thể quay phim ở khung hình đó là 720p với khung hình là 30fps và có thể quay Full HD 1080p với khung hình là 30fps các bạn nhé. Camera hỗ trợ lọc màu này, ánh sáng yếu này, chụp đêm này, zoom kỹ thuật số này, xóa phông này, video quay chuyên nghiệp luôn. Đấy, tự động lấy led nhé, hoặc là quét QR đều được, làm đẹp và hỗ trợ cả HDR, góc siêu rộng, chụp ảnh chuyển động, chụp ảnh chậm, chụp ảnh hẹn giờ, chụp ảnh pro và tự động lấy led, vân vân. Camera trước hỗ trợ độ phân giải lên đến 12 megapixel và sẽ hỗ trợ quay phim chụp ảnh HDR và quay phim 4K luôn anh em ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này được cái là hỗ trợ Wi-Fi lên đến Wi-Fi 6, mà các bạn đều biết là Wi-Fi 6 băng thông nó nhanh gấp 5 lần so với Wi-Fi 5 truyền thống. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.3, sẽ hỗ trợ kết nối các thiết bị không dây vô cùng nhanh và tuyệt vời. Hỗ trợ cổng kết nối là Type-C, hỗ trợ sạc nhanh các bạn nhé. Máy hỗ trợ cả tiêu chuẩn là chống bụi, chống nước đó là IP68 các bạn ạ. Dung lượng pin bên trong máy là 10.090 mAh, có thể duy trì chúng ta dùng liên tục là hơn một ngày mà không cần phải sạc. Pin bên trong là pin lithium các bạn nhé. Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và sạc tối đa ở đây là 45W các bạn ạ. Các tính năng đặc biệt được nhắc trên máy, ví dụ như là đa cửa sổ này, có thể hỗ trợ đa nhiệm các bạn nhé. Âm thanh Dubai Atmos này, âm thanh AKG hỗ trợ rất là hay này, trợ lý ảo Google này, đấy, đều có luôn này. Cái này nó có cả mở khóa bằng vân tay, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt nhá. Loa thì loa kép và hỗ trợ kết nối bút F-Pen, kết nối bàn phím rời, đấy, cái này rất là hay. Chạm 2 lần tắt mở màn hình này, rất là nhiều tính năng luôn. Toàn bộ vỏ máy được thiết kế bằng hợp kim nhôm nguyên khối nên nhìn nó cực kỳ sang trọng và chắc chắn. Với chiều dài là 285,4mm và ngang là 185,4mm và dày là 6,5mm. Trọng lượng nặng tổng thể của chiếc máy nó là 627g các bạn nhé. Các bạn ơi, nhà mình thì chuyên thu mua những cái dòng sản phẩm laptop của Samsung cũng như dòng sản phẩm máy tính bảng và chủ yếu là dòng biếu tặng. Chính vì thế giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như chiếc Samsung Galaxy Book 3 Ultra mà mình đang có cấu hình đó là Core i9 này, RAM 32GB kèm theo ổ cứng 1TB, Vega là RTX 40708GB và màn hình 3K OLED. Giá thị trường đang bán ở phân khúc giá là trên 60 triệu thì mình bán công khai đó là 49.990. Mình vẫn còn vài chiếc để các bạn tham khảo nhé. Ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy cực kỳ tối giản các bạn ạ. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CMC hợp kim nhôm nguyên khối. Logo Samsung này, đây là Samsung kiểu làm mạ chrome các bạn ạ. Nhìn nó rất là sang, tỉ mỉ luôn. Những chi tiết sang trọng và rất là tỉ mỉ. Trục bờ lề kiểu dạng xuyên suốt như này. Và trọng lượng 1,8kg thì cầm một tay này thì nó sẽ hơi nặng một chút các bạn nhé. Bên tay phải của mình thì Samsung trang bị cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5. Đây là cổng này các bạn này, USB này, đầu lọc thẻ này. Đằng trước đây các bạn thấy là một cái mặt phẳng của cái G đây, để các bạn mở máy này.
Ở bên này thì vẫn còn cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4 nữa các bạn này. Đây. Thunderbolt 4 với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 một giây và các bạn có thể cắm sạc cả hai cổng này luôn. Không khí sẽ được hút vào đây và đẩy khí nóng ra sau các bạn nhé. Còn đây là những cái hốc loa này. Đây là công nghệ màn hình AMOLED các bạn ạ. Độ phân giải của màn hình là 2880x1800, mức độ điểm ảnh là 212 ppi các bạn ạ. Chưa nhìn thấy con chuột laptop nó lại to và rộng như con chuột này luôn, đúng như một cái bàn tay luôn. Các bạn lưu ý thì con chuột này nó hoạt động không khác gì so với một chiếc màn hình cảm ứng. Đấy. Nó sẽ cảm ứng đa điểm giống y hệt so với những cái công nghệ như là cảm ứng trên điện thoại di động các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong này. Con chuột này dùng sướng thật. Đây là con chip bảo mật vân tay các bạn nhé. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2. Camera thì rất tiếc con này là không được hỗ trợ công nghệ nhận diện khuôn mặt các bạn ạ, mà nó chỉ có bảo mật vân tay thôi. Ổ cứng trang bị cũng của Samsung luôn này. Đây là Vega các bạn ơi. Cái Iris Xe Graphics là Vega On các bạn nhé. Còn bên dưới là Vega rời này. RTX thế hệ 404050. Wi-Fi 6 này. Đây là chip của Intel các bạn này. Wi-Fi 6E. Băng tần là 160Hz. Và đây là con chip i7 thế hệ thứ 13, 13700H. Con chip này sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa rất tốt bởi vì nó nhiều nhân, nhiều luồng, xung cao. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test cái touchpad này. Bây giờ mình test luôn cho các bạn thấy này. Chưa thấy một chiếc laptop nào có touchpad lớn như này. Với công nghệ cảm ứng đa điểm. Này các bạn thấy đấy này. Có lẽ là không cần phải cắm thêm bất kỳ con chuột nào bên ngoài các bạn ạ. Dùng cái này là sướng rồi. Chuột trái, chuột phải các bạn vẫn bấm bình thường nhá. Zoom to, zoom nhỏ. Nói chung là hoạt động giống như màn hình cảm ứng trên điện thoại di động. Vâng thưa các bạn, là ổ cứng các bạn thấy đọc sấp xỉ là 6GB 6 này, tức là ghi khoảng sấp xỉ 5GB này. Ổ cứng này chất đấy các bạn ạ, Samsung họ sản xuất này. Tính ra chiếc máy này họ Samsung họ làm tất cả luôn các bạn nhé, từ màn hình này, ổ cứng này, bo main này. Vâng thưa các bạn, là thế hệ chip này nó gọi là thế hệ 13 Rautalex các bạn ạ. CPU có 14 lõi 20 luồng và có thể hoạt động xung nhịp cao nhất là 5.0, hoạt động ở xung nhịp trung bình là 3.7, 24 MB bộ nhớ KG các bạn nhé. Công suất hoạt động tối thiểu là 35W và trung bình là 45W và lúc mà chạy Turbo Boost đó là 115W các bạn nhé. Đây điểm số đạt là 2177. Với Vega RTX 4050 thì sẽ có hai lõi bên trong, bao gồm là lõi Tensor và lõi Ray Tracing, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và hiệu ứng về ánh sáng thực. Đây các bạn thấy là chạy đồ họa mô phỏng này. Nhiệt độ của máy hoạt động ở mức khoảng trên 80 độ C và CPU có những lúc nhảy đến khoảng 90 độ. Và khi hoạt động thì các bạn thấy là hệ thống quạt làm mát có thể nghe rõ luôn, nhưng không quá ồn nhé các bạn nhé. Cánh quạt thì nghiên cứu làm giống y hệt so với MacBook. Điểm số của em Vega 6GB bây giờ đạt là 167.06 FPS. Vâng thưa các bạn, ở đây thì mình đang test thêm một cái phần mềm là phần mềm Fullmax. Các bạn thấy là nhiệt độ hoạt động của máy này nó rất là thấp, nó chỉ khoảng trên 60 độ C thôi. Đây các bạn này, FPS đạt ở mức khoảng 100. Chạy 3D cực kỳ mượt luôn. Đây các bạn thấy là chạy nhiệt độ ổn định ở mức khoảng trên 60 độ C ở mức độ hòa 3D các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, Dynamic OLED. Đây là cái công nghệ màn hình rất tiên tiến. Độ sáng của màn hình đạt sấp xỉ khoảng 412 CD cường độ ánh sáng cho 1m2. Và tỷ lệ bao phủ màu của màn hình đạt 100% sRGB và 96.3% Adobe RGB. Cái độ tương phản của màn hình nó đạt đến tận 13.333 trên một điểm đen. Mình chưa từng review một chiếc máy có chất lượng màn hình nó đã khủng khiếp như chiếc máy này. Cái góc nhìn của màn hình này các bạn có thể nhìn rõ. Kính Gorilla bên ngoài này các bạn ạ. Chất lượng âm thanh của máy các bạn nghe thấy cũng rất sướng đúng không? To hết loa này mình nghe nhé. Loa này nó ở chỗ này các bạn này. Ồ, con này đập mà nó không bị rung loa luôn mà âm bass khá là tốt. Với công nghệ màn hình tiên tiến và chất lượng loa rất tốt này, các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc thì quá là tuyệt vời trên chiếc máy này. Đặc biệt là các bạn dùng thiết kế design trong lĩnh vực mà màu sắc cần gam màu chuẩn chỉnh thì đây chắc chắn là một cái màn hình cực kỳ tiên tiến luôn. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn, là mình đang test qua phần mềm Adobe Premiere. Các bạn thấy là với sức mạnh phần cứng tốt thì nó giúp cái khả năng dựng phim của bạn rút ngắn cái thời gian render rất nhiều. Mất có 9 giây để xong một đoạn video hơn 1 phút. Với dung lượng là 1 phút này, 1 phút 3 giây và rất là nhiều hiệu ứng này. Với sức mạnh phần cứng của chiếc máy này thì tất cả các ứng dụng về các phần mềm dựng phim thì nó đều có thể chạy mượt mà. Nên đối với các editor cũng như các bạn làm truyền thông quảng cáo mà mua được chiếc máy này dùng để dựng thì cực kỳ ok ngon lành các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test cái tựa game Đột Kích. Thực ra sức mạnh của chiếc máy này thì có thể chơi mọi tựa game mà có trên thị trường, có cấu hình mạnh đâu vẫn chơi được. Nhưng đây là chơi quen game này, hôm nay test thử.
Tần số quét của màn hình là 120Hz các bạn nhé. Các bạn thấy là cái FPS đạt luôn ở mức là 200 hoặc trên 200. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng trên 95 độ. GPU các bạn thấy nó chỉ có 55 độ C thôi. Nhiệt độ của CPU thì có nhảy hơi cao một tí các bạn ạ. Loa của chiếc máy này rất là hay cho trải nghiệm rất tốt các bạn nhé. Với những tựa game chuyên nghiệp nhất thì các bạn vẫn có thể cài và vui chơi giải trí những lúc rảnh. Còn chất lượng của những dòng máy này tản nhiệt thì mình nghĩ nó hoàn toàn đáp ứng tất cả những tựa game có trên thị trường. Toàn bộ dòng sản phẩm bán ra thì vẫn được bảo hành chính hãng 1 năm tại thị trường Việt Nam. Nên mọi người mua cực kỳ yên tâm về nguồn gốc cũng như bảo hành của sản phẩm mọi người nhé. Mong rằng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TND bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để cập nhật những dòng sản phẩm sale giá tốt nhất tại shop nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.